4. Challenges in employee onboarding. Mặc dù employee onboarding mang lại nhiều lợi ích nhưng cũng có những thách thức mà các doanh nghiệp cần lưu ý. Lack of personalization và thiếu cá nhân hóa. Một chương trình đào tạo hội nhập không được tùy chỉnh cho từng cá nhân, có thể không đáp ứng được nhu cầu cụ thể của nhân viên mới. Information overload, quá tải thông tin. Cung cấp quá nhiều thông tin trong một thời gian ngắn có thể khiến nhân viên mới cảm thấy choáng ngợp và khó tiếp thu. Insufficient follow-up, thiếu sự theo dõi. Nếu không có sự theo dõi sau quá trình onboarding, nhân viên mới có thể cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu hỗ trợ. Ví dụ, to avoid information overload, onboarding programs should be spread out over a reasonable time frame. Để tránh quá tải thông tin, các chương trình đào tạo hội nhập nên được thực hiện trong một khung thời gian hợp lý. Lack of follow-up can lead to disengagement and decreased productivity among new hires. Thiếu sự theo dõi có thể dẫn đến việc giảm sự gắn kết và hiệu suất làm việc của nhân viên mới.